8 đội bóng chung một giấc mơ. Tiếp bước đàn anh viết nên trang sử vàng. Quang Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, quyết liệt và hấp dẫn, cháy lên khát vọng trẻ. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia sẽ được khởi tranh từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại Trung tâm Đào tạo trẻ PVF Hưng Yên. Đón xem vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media 2020 trên các kênh truyền hình và các nền tảng VFF Channel, On Sport, Next Sport. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media 2020, cháy lên khát vọng trẻ.